Alo, Thắng nghe này. Vay ngân hàng để mua bất động sản đó hả? Vay bao nhiêu? Ok, tiện thể thì cũng muốn chia sẻ với bạn như thế này này. Đồng ý là đầu tư bất động sản thì đã có từng nói, đừng chia sẻ với mọi người là chúng ta cũng phải đánh giá, tức là đánh giá xem là cái thị trường bất động sản hiện tại thì nó đang như thế nào, và đã đang ở cái đoạn nào nữa thì mới có nên đầu tư hay không. Nhưng mà thôi, dẹp qua cái chuyện mà dự báo đấy đi, thì chúng ta nói đến cái việc mà bạn đang hỏi tôi, tức là vay mua bất động sản. Đồng ý là cái chuyện vay thì đương nhiên là vay vay mua bất động sản thì là khi mà có một khoản tiền mà để mua, để đầu tư bất động sản thì đương nhiên là phải vay. Nhưng mà vấn đề là vay bao nhiêu và tỷ lệ vay như thế nào và thời gian vay là bao lâu, cái này chắc ít người ít ít khi bạn để ý tới, đúng không? Có 100 triệu mà vay 900 triệu mua bất động sản thì nó khác với câu chuyện là có 900 triệu mà vay 100 triệu mua bất động sản. Và đặc biệt là cái thời gian vay thì ví dụ như vay 1 năm nó khác, mà vay 10 năm nó khác, mà vay 35 năm giống như là Vincom nó đang dự triển khai các dự án, nó cho vay 35 năm thì nó khác. Vậy thì nó khác nhau như thế nào? Vay từng tỷ lệ khác nhau thì nó như khác nhau như thế nào? Thì chia sẻ như thế này này, còn tùy quyết định của bạn thì bạn vay bao nhiêu thì bạn vay thôi. Ok nha, vấn đề thứ nhất là vấn đề liên quan đến câu chuyện đó là bây giờ là bạn vay bao nhiêu? Vay bao nhiêu? Tôi lấy ví dụ như là bạn vay 1 tỷ đi. Bạn mua một căn hộ hay là một cái gì đó mà nó có một cái giá là 1,5 tỷ chẳng hạn. Đại loại là về cái vấn đề là cái tỷ lệ vay. Thì cái tỷ lệ vay để mà đầu tư á, nó khác hoàn toàn, nó rất là khác, bởi vì bạn phải tính đến cái chi phí vốn. Tức là khi bạn vay thì bạn phải tính là mỗi tháng bạn phải trả bao nhiêu tiền. Bạn phải trả bao nhiêu tiền, và cái việc sinh lời, chưa kể đến cái chuyện sinh lời của bất động sản, nó có bù đắp được cái phần lãi vay hay không, mà mới chỉ tính đến cái câu chuyện đó là bạn phải tính được một cái dòng tiền thuần mà hàng tháng bạn về để có thể có tiền trả ngân hàng, chứ không có lẽ lại đi vay khoản khác để bù vào cái khoản vay đó, để tức là lại đi vay khoản thứ hai để mà lấy tiền để trả ra lãi. Thì vậy là vấn đề là bây giờ nếu như ông có đúng rồi, vay với cái tỷ lệ vừa phải thôi thì nó hợp lý. Đúng rồi, vừa phải nó hợp lý, nó hợp lý là tùy từng người. Ví dụ như nói với người này là với cái tỷ lệ vay là ông vay như thế này thôi, thì với người này người ta dư cái nguồn tài thu nhập, ví dụ như thu nhập của họ định kỳ hàng tháng nó nhiều, và người ta vay với cái mức độ đó và cái lãi phải trả hàng tháng cộng với gốc á, người ta dư. Bạn hiểu tôi nói không nào? Tức là người ta dư thì người ta vay với cái tỷ lệ đó được, nhưng mà đem cái tỷ lệ đó mà đưa vào với bạn thì chưa chắc nó đã là đúng, bởi vì thu nhập của bạn thấp hơn người ta, mà bạn cũng muốn vay bằng người ta, thì đến khi bạn trả bằng cái gì? Hay là chẳng lẽ là đi 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 đi, đi vay lãi nóng để đi để trả lãi ngân hàng, nó không hợp lý đúng không? Rồi đó, cái vấn đề thứ nhất đó là bạn mua cái căn hộ hay là mua một cái miếng đất giá bao nhiêu, bạn có bao nhiêu rồi và bạn vay bao nhiêu, nó hoặc cái tỷ lệ vay phù hợp là bao nhiêu, nó phụ thuộc vào chính bản thân bạn. Bạn có nguồn thu nhập hàng tháng, ví dụ hai vợ chồng bạn có thu nhập khoảng bao nhiêu tiền, và cái khoảng cái thu nhập bao nhiêu tiền của hai vợ chồng đó liệu có đủ để mà trả lãi và trả gốc hay không. Chưa kể chưa tôi chưa nói cái chuyện kia bàn sau, cái chuyện là có lời hay không từ cái việc bất động sản nó tăng. Thì đương nhiên là giả định là bạn nghĩ là bạn lướt sóng thì bạn kiếm được lời, cái chuyện đó thì bàn cái chuyện khác. Rồi, ok. Vậy là cái tỷ lệ vay thì nó phù hợp như thế nào thì nó tùy thuộc vào 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 bạn, vào mỗi người và mỗi gia đình và mỗi 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 cái việc mà cái thu nhập hàng tháng của bạn. Rồi cái thứ hai nữa là thời gian vay. Dạ, cái thời gian vay á, thì nó như thế này này, đôi khi đôi khi là mọi người, các bạn đang có một cái câu chuyện đó là cứ thấy là vay càng được dài hạn, tức là các cái khoản vay mà vay lớn mà lại vay được càng dài năm thì càng tốt. Thực ra không phải đâu. Alo, bạn nghe không ạ? Rồi,
Thế này nha, nếu như mà bạn tưởng rằng là bạn vay dài năm là tốt á, thì thực sự đó không phải là tốt. Lý do tại sao không phải là tốt? Bởi vì bạn mắc vào khoản nợ tức là nó sẽ là rất là lâu. Nói thế nào cho bạn dễ hiểu nhỉ? Tức là thế này này, khi mà bạn vay cùng cùng một cái khoản tiền đúng không, cùng một cái khoản tiền, nhưng mà nếu cái thời gian vay dài hơn, dài đi dài dài càng dài á, thì cái tỷ lệ tiền mà bạn trả gốc á nó sẽ rất là nó sẽ ít. Tôi lấy ví dụ như bạn bạn vay 1 tỷ nha, thì nếu như mà bạn vay trong vòng 1 năm thì cái tỷ lệ mỗi tháng bạn trả nó sẽ là 100 triệu, nhưng nếu như mà bạn vay trong 10 năm thì mỗi tháng bạn trả nó chỉ còn có 10 triệu thôi, đúng không? Đúng không nào? Tức là bạn chia ra cái thời gian càng dài thì cái tỷ lệ gốc càng trả mỗi tháng nó càng ít. Ok, bạn thấy nó sẽ rất là ok, bởi vì tại sao? Bởi vì cái lãi cộng với cái tiền gốc hàng tháng bạn trả nó ít nên bạn cảm thấy rất là vui. Nhưng mà bạn bạn chỉ nhìn mới thấy cái vui trước mắt thôi. Nhưng có một cái điều đó là cái tỷ lệ vốn gốc ban đầu bạn không thay đổi. Bạn trả càng ít tức là vốn gốc càng không thay đổi. Vốn gốc càng không thay đổi thì bạn lại càng phải trả lãi mới mức nhiều. Trả gốc dần đều mà, gốc dần đều. Bây giờ bạn cứ kéo dài thời gian ra thì cái gốc có còn nhiều, cái nhiều thì bạn suốt ngày đi làm để nuôi ngân hàng thôi chứ được gì đâu. Bạn dính vào cái, tức là về cơ bản là bạn sẽ dính vào một cái vòng bê bối, tức là suốt đời bạn đi làm để trả lãi ngân hàng, và bạn nuôi thằng ngân hàng, bạn sẵn sàng là làm thằng 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 con ngoan của thằng ngân hàng thôi chứ gì đâu. Thì đừng 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 có tưởng là ví dụ vay 20 năm với vay 35 năm bạn chọn liền cái vay 35 năm. Vay nợ ngân hàng để đầu tư và vay nợ ngân hàng để mua bán tài sản á, thì nó đã gọi là vay nợ người khác, thì tốt nhất á, là cân đối làm sao mà vay trong cái khoảng thời gian ngắn, sử dụng nó gọi là nó nôm na nó gọi là sử dụng đòn bẩy margin á, sử dụng đòn bẩy thì người ta chỉ sử dụng đòn bẩy trong một khoảng thời gian ngắn và phù hợp. Cái này ít người để ý tới, nhưng cái câu chuyện bây giờ các ngân hàng nó rất 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 chi là thích cái câu chuyện là anh bạn vay càng lâu càng càng tốt, đúng không? Anh càng lâu tốt thì vay càng lâu thì tỷ lệ trả trả gốc là càng ít, gốc càng ít thì đồng nghĩa với việc là cái tổng cái khoản vay nó càng giảm, nó giảm rất ít, và cái tổng vốn vay nó cứ nhiều như vậy trong vòng nhiều tháng thì cái tiền lãi sẽ rất nhiều. Đôi khi á, ví dụ như bạn có 1 tỷ, bạn ví dụ bạn mua một cái căn hộ 1 tỷ đi, bạn có 300 triệu, bạn vay 700 triệu, có ngân hàng nó bảo bạn trả trong vòng 5 năm à. Thế bạn chia 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 cái bạn ra một cái lượng tiền gốc phải phải trả là lớn lắm, nên bạn không đủ năng lực nên bạn không mua. Nhưng mà thế nó bảo ồ vay 35 năm đi anh. Ok, vay 35 năm. Thế là bạn lấy cái 700 triệu bạn vay, bạn chia cho 35 năm, chia 1 tháng, bạn thấy ồ mỗi tháng trả chút xíu à. Với lại cục cộng cộng với lại cái lãi, tôi lấy ví dụ là lãi 12% một 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 năm đi, tức là 1 tháng là 1%, thì 700 triệu bạn tháng bạn trả 7 triệu, cộng với tiền gốc bạn trả chắc khoảng 2 triệu hay triệu gì đấy. Thế bạn thấy ok ngon. Nhưng mà bạn phải nên nhớ rằng là tháng nào bạn cũng phải trả 7 triệu, bởi vì cái tiền gốc nó không giảm. Không giảm mà, bởi vì bạn vay 35 năm mỗi tháng bạn trả có 1 triệu tiền gốc thì nó có giảm đâu. Vậy thì bạn thành 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 thành, thành con nợ, và thành nói chung là đây đây nó là gọi là cái bẫy nợ. Và nếu như gia đình bạn mà cái thu nhập thực sự không cao mà không đột biến á, bạn sẽ suốt đời luẩn quẩn với câu chuyện là có một cái chỗ gọi là cái nhà hay miếng đất đầu tư, nhưng mà suốt đời luẩn quẩn không có thở được, bởi vì là tháng nào cũng phải đi lo đi trả lãi ngân hàng. Thì đó là cái gọi đây gọi là cái bẫy nợ và cái mất 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 cân đối nợ. Bạn mất cân đối cả về cái tỷ lệ. Ngay ban đầu là ví dụ như bạn không cân đối là 700 triệu bạn trả như vậy, tổng thu nhập hai vợ chồng có 15 triệu mà bạn phải trả đến 8 triệu rồi là nó mất mất cân đối rồi. Thế là cái đầu tiên tôi vừa nói với bạn là cái tỷ lệ nợ. Cái thứ hai nữa là cái thời gian vay nợ. Chúng ta hay bị nhầm lẫn cái câu chuyện đó là vay càng dài càng tốt. Không phải. Người ta vay nợ để đầu tư hay người ta vay nợ để mua bán tài sản hay cái gì đó. Cái việc vay tức là để sử dụng vốn người khác, mà đã sử dụng vốn người khác thì phải hiệu quả. Mà hiệu quả thì cái thời gian vay nó tốt nhất là nên ngắn. Đúng rồi, đúng là như thế chứ còn gì nữa. Có tôi có quay cái video này để chia sẻ thôi. Thì tiện thế luôn mà trả lời bạn về cái vụ này. Bởi vì cái vụ này thì thực ra là ít người hỏi tới. Người ta chỉ nghĩ rằng là vay nợ để đầu tư bất động sản hay đầu tư chứng khoán hay đầu tư cái gì đó, thì chỉ hỏi đến câu chuyện là lời bao nhiêu phần trăm, khả năng dự báo làm sao. Cái chuyện đó là cái câu chuyện là giống như cái kiểu mà người bác sĩ mà đi khám bệnh nhá, người ta siêu âm này, người ta chụp hình ảnh X-quang CT, sau đấy là xét nghiệm xong, người ta phán cái câu chuyện đó là bệnh anh có khả năng như thế, tỷ lệ là như này này phần chia. Thì cái việc dự báo xu hướng thị trường cũng vậy luôn.
nó có tỷ lệ xác suất đúng sai, và đôi khi á, cái cơ sở dữ liệu của dự báo thị trường tài chính hay là chứng khoán hay bất động sản á, nó gọi là đa biến á, hàm đa biến, tức là nó quá nhiều biến để ông có thể đưa ra một cái kết quả chính xác là ông liệu dự báo trong vòng năm tới là bất động sản nó tăng bao nhiêu phần trăm hay là chứng khoán nó tăng bao nhiêu phần trăm. Cái chuyện đó là cái chuyện chỉ là dự báo chứ cái độ chính xác nó sẽ không cao. Nhưng cái chuyện mà ông làm được 100% đó là tỷ lệ nợ ông vay là bao nhiêu và ông vay bao nhiêu lâu, và cân đối cái tài chính đó so với gia đình nhà ông xem như nào. Ông không cân đối chuyện đó là nói chung là đời không khá được đâu. Bởi vì tại sao không khá được? Bởi vì thu nhập có chừng nấy thôi. Tháng tháng nào cũng phải bỏ ra chừng nấy tiền để mà trả nợ. Đúng không ạ? Đúng rồi. Rồi sau đó là gì? Mơ mộng hão huyền về cái câu chuyện là tương lai nó tăng. Thì nếu may mắn mà ông mua miếng đất ở năm 2015 hay 14 á, thì bây giờ nó tăng. Thì chót dại mà mua vào bây giờ, nhỡ may nó không tăng, nó cứ đứng in ra, nó ỉ ra, hoặc là nó đóng băng như năm 2008-09 rồi, ông làm nào? Đúng nào? Rồi ok, thì thế thôi, tôi chỉ góp ý được như vậy thôi, còn nếu mà tùy ông thôi. Ông làm thì ông cứ vay thôi. Cái tỷ lệ vay quan trọng cực kỳ, và cái thời gian vay cũng vậy, tính toán cho kỹ lưỡng. Và nếu như mà ông mà tính toán thật kỹ lưỡng á, ông sẽ phát hiện ra một cái điều thế này này. Thực sự cái căn hộ đó có một tỷ đồng thôi, nhưng mà vì ông vay với 35 năm với lãi suất 12% năm một năm á, ông sẽ phát hiện nha, nếu ông tính kỹ, ông cứ đem bàn cân ông tính, ông trừ dần lùi cái tiền gốc ông trả xem. Ông phát hiện nha là cái căn hộ đó ông phải mua đâu đó khoảng tầm 3 tỷ, 3 tỷ rưỡi. Tại sao lại phải mua căn hộ 1 tỷ mà phải trả đến 3 tỷ rưỡi? Bởi vì ông nuôi ngân hàng 2 tỷ mấy chứ có quái gì đâu. Đúng không? Ông trả lâu quá mà, ông trả đến 35 năm thì cái tiền gốc ông có rút, nãy giờ tôi nói ông hiểu à, tức là ông có rút được cái tiền gốc xuống đâu. Mỗi tháng ông trả có 1 triệu tiền gốc, thì ví dụ ông vay 700 triệu thì tháng sau nó cũng là 699 triệu thì tiền lãi nó trả là 7 triệu, nó vẫn vậy, nó tiền lãi nó không thay đổi nhiều. Và ông tính dần lùi là ông thấy là sau 35 năm ông ngỡ ra là à chết mẹ, mua căn hộ này có tỷ mà sao mình phải trả đến tận 3 tỷ rưỡi. Thế 2 tỷ rưỡi cả đời hai vợ chồng ông đi làm, ông đi nuôi thằng ngân hàng làm gì? Đúng chưa? Ok, tôi trao đổi vậy thôi, còn tùy ông muốn làm nào làm. Còn cái vấn đề mà nếu mà xem cái xu hướng thị trường bất động sản á, tôi đã có từng nói chia sẻ rồi, thị trường bất động sản sẽ có nguy cơ tạo bong bóng, tức là gọi là nó bất động sản nó khác với các lĩnh vực khác, nó tăng giá đến đó nó không giảm đâu. Bởi vì sao? Bởi vì có lý do là cái chuyện tại sao nó không giảm. Nó không giảm, nhưng mà nó chỉ cần đóng băng, nó đứng yên nó thôi, nó không tăng không giảm, nó không có giao dịch đi trả lãi ngân hàng, thế mẹ luôn á. Thiệt luôn. Và chết là chết những thằng vay lãi ngân hàng, chứ còn những người mà người ta có tiền thật, người ta mua bất động sản, người ta vứt đó thì người ta không chết. Bởi vì giá bất động sản thông thường là về xu hướng á, là trong lịch sử 20 năm trở lại đây là nó không giảm, nó cứ tăng lên đó, nó giống như có cái chìa khóa, nó khóa đét bụp, nó nằm yên cái giá đó. Nhưng mà nó đóng băng lấy 5 năm là những thằng mà vay lãi ngân hàng, mà đặc biệt là vay với cái tỷ lệ mà kiểu như là có 300 triệu mà vay 700 triệu, hay là có 200 triệu mà vay 800 triệu á, bọn đầu cơ tích trữ á, thì huyền như thì cũng từ đó mà ra. Đúng rồi. Thì mấy cái thằng vay bất động sản năm trước bảo giá đất nó có giảm đâu. Không, nó không có giảm. Nó không giảm, nhưng mà chết lãi. Chết lãi ở đây không phải là do lỗi là do thị trường giảm giá hay gì cả, mà lỗi là do sử dụng đòn bẩy margin không đúng, bất hợp lý. Và cái thời gian vay là, tức là cái giữa cái việc là dự trù, tức là người ta đem cái ảo tưởng về cái chuyện là dự báo được thị trường sắp tới thì như thế nào, và đem cái ảo tưởng đó để áp vào cái chuyện là cái thứ tính được, nãy giờ tôi nói là cái thứ tính được ví dụ cân đối gia đình hai vợ chồng có bao nhiêu tiền, vợ chồng ông mới biết thì tôi sao biết được, đúng không? Ví dụ vợ 10 triệu tháng, lương chồng 10 triệu tháng, nuôi hai đứa con hết mẹ 10 triệu rồi, trả lãi ngân hàng 10 triệu, vậy suốt đời không thở được, bạn rủ đi nhậu tí bảo hết mẹ tiền đâu nó mà đi nhậu, đúng không? Đúng rồi, thật là như thế còn gì nữa, làm chó chứ có tiền. Thì bây giờ không có tiền thì sẽ không đi nhậu thì không phát triển được các cái thêm mối quan hệ, với lại hoặc là mối quan hệ thì chưa dám nói, nhưng mà ví dụ như gặp gỡ nhau thì có khi gặp được những cái mối làm ăn này kia. Nhưng mà khổ là bù đầu bù tai vì cái câu chuyện nợ rồi, thì lấy chó đâu mà đi đâu được nữa, đi đâu thì đời làm sao mà khá được. Đúng chưa? Ok, kết thúc nha. Rồi ok.